Việt Hương đang ở trong chương trình Tôi Yêu Chợ Việt. Và ở cái chợ nghe cái tên dễ thương lắm, thị trấn Chí Thạnh. Bây giờ Việt Hương sẽ mời cả nhà mình đi vô chợ hải sản nha. Đây là một trong những chợ hải sản mà đầu mối để mà gửi về các tỉnh buôn bán luôn. Mời cả nhà đi. Lạnh chấn động, lạnh quá lạnh luôn. Bánh hột xoài, không phải bánh hột toàn nha mấy má nha. Đừng có nghe hột hột vào nhà vô bưu bả nghe. Đây là bánh ít lá ga là đặc sản phải không chị? Đặc sản ở Phú Yên không anh ạ? Đặc sản Phú Yên. Bây giờ Hương sẽ dẫn cả nhà mình đi một vòng nữa ra ngoài và mời quý vị khán giả ra sân khấu Tôi Yêu Chợ Việt để coi hôm nay các đội chơi của mình chơi cái gì nha. Chào đón quý vị đến với chương trình Tôi Yêu Chợ Việt. Việt Hương đang có mặt tại chợ thị trấn Chí Thạnh. Chương trình Tôi Yêu Chợ Việt do công ty truyền thông Big Vision phối hợp với báo Thanh Niên thực hiện và chân thành cảm ơn tất cả các nhãn hàng kem đánh răng Dược Liệu Ngọc Châu thuộc công ty Dược Phẩm Hoa Linh, nhãn hàng Jolimet Food thuộc công ty cổ phần thực phẩm Jolimet, nhãn hàng bột trộn sẵn Mico Hương Xưa, nhãn hàng mì sợi Tượng Hạng John John thuộc công ty liên danh bột quốc tế, nhãn hàng Việt Coco tinh hoa dừa Việt thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Quế và các nhà tài trợ phụ bánh ngon chuẩn Âu Sugar Thao, máy điều hòa không khí Aquino. Xin trân trọng mời hai đội tham dự ngày hôm nay, đội xanh và đội đỏ. Hai đội rất là xung. Dạ chào anh tên và làm nghề gì? Anh tên Ngọc, làm nghề xe ôm. Ai thích mình cũng ôm. Dạ ai thích là ôm. Tôi là sở mua thịt heo. Bán thịt heo. Dạ. Tôi tên My, bán chì ly. Em tên Hiền, nhà em ba lời làm bánh kem. Em tên Hiền, em bán cơm chiên. Ôi ơi, cái vàng bên đây là dày cùi không nha. Để mình làm quyết thắng. Làm hết hơi, chơi đã sắp. Rồi, bên bển là làm hết hơi rồi đó. Mà bên bển này dày không à. Ngon lành lắm nha, bên mình sao nè. Bạn tên gì và làm nghe gì? Mình tên Hoa, chiên bán hoa, miệng như cái loa. Mình tên Tám, chiên bán nước mắm. Em tên Út, em bán trứng cút. Em tên Bình, em làm nghề gì? Dạ em bán hoa hụt. Mình tên Trung, mình bán rau. Cái nhóm của mình có tên gì không ạ? Nhóm đội xanh tên là Quyết Chiến. Thầy Kiều, yêu thì anh yêu. Màu đỏ xung hơn hay màu xanh xung hơn? Quá trời, có màu đỏ đây rồi. Rồi bây giờ Việt Hương xin giới thiệu ban trọng tài ngày hôm nay gồm có anh Vũ Việt Nam, đại diện nhãn hàng bột trộn sẵn Mico Hương Xưa, nhãn hàng mì sợi Tượng Hạng John John thuộc thương hiệu Mico Hương Xưa, anh Ông Đường, đại diện nhãn hàng Jolimet Food, và anh Hồ Thành Chí, đại diện nhãn hàng kem đánh răng Dược Liệu Ngọc Châu, Lê Văn Bình, đại diện nhãn hàng Việt Coco, chị Nguyễn Thị Bạch Nga, ban quản lý chợ thị trấn Chí Thạnh. Dạ, hôm nay chúng tôi có ban trọng tài, có các cổ động viên quá nhiệt tình. Sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ tới với game 1 của Tôi Yêu Chợ Việt. Hai đội chơi sẽ trải qua 3 vòng thi đấu với các trò chơi theo chủ đề, bao gồm trò chơi dân gian, trò chơi vận động. Số điểm chiến thắng tương ứng qua mỗi vòng là 100 điểm, 150 điểm và 200 điểm. Sau khi kết thúc 3 vòng chơi, đội nào có tổng số điểm cao hơn sẽ là đội chiến thắng chung cuộc và nhận được những phần thưởng hấp dẫn, bao gồm tiền mặt và quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Đội thua sẽ nhận được phần thưởng là tiền mặt và quà tặng trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, hai đội chơi còn được nhận thêm nhiều phần quà là sản phẩm đến từ nhà tài trợ nếu chiến thắng mỗi vòng thi. Chào đón quý vị trở lại với game 1 của Tôi Yêu Chợ Việt.
Trò chơi rất là dễ. Các bạn đại diện một người lên đây, bạn đó xoay 7 vòng, đi tới đây, hỏi làm sao mà cái bóng này bay ra ngoài. Rồi xong đi tới đó, cầm cái cây, chọt cho bể cái bong bóng. Mỗi một lần chọt lên thôi, khi nào bể một cái là đi về. Ai được đội nào nhiều bong bóng bể hơn thì đội đó thắng. Rồi chuẩn bị nha, xoay nha. Đếm giùm mình nha, đếm đi cả nhà ơi. 1, 2, 3, 4. Sao không sao, thao thao thao. Quay đây, quay đường lui. Sau lưng, sau lưng. Chỉ đi chị. Ủa gì vậy, kêu tao quay vậy? Bể rồi. Lui lại, lui lại. Xoay. Thảo ơi, Thảo ơi. Thảo ơi. Thảo Út, Râu đi lên. Bả tên gì? Thằng Út, thằng Râu, ngào xuống. Ngào xuống, rồi. Râu chọt lên. Mà anh áo đỏ ơi, nghe lời tôi nè. Anh bình tĩnh, anh áo đỏ. Ôi cứu tôi. Tao chốt nữa. Tao chốt nữa mà xuống. Lùi bên trái. Bên trái, bên trái. Coi ta coi ta. Bấm chỉ không kìa chứ. Bên trái chốt nữa. Đó đó đó. Rồi, còn lên. Đi thẳng, đi thẳng. Rồi, ngồi xuống. Lấy mà vô rồi. Đứng dậy. Tiếp tục. Thấy tôi. Chút nữa chứ. Đúng rồi. Bước lên chút nữa. Bước lên chút nữa. Rồi, xuống. Xong thua. Thua chắc luôn. Đội xanh xuất sắc 4-1. Trân trọng mời Jolly Mad Food trao quà. Rồi cảm ơn Jolly Mad. Chị ban quản lý chợ ơi, chị chọn giùm em một khán giả. Tôi xin thay mặt cho cái tổ trọng tài hôm nay thì qua cái lượt chơi lần đầu tiên thì trong cái khán giả, tôi xin chọn cái chị ra, chị đang đội cái nắp chơi dung của cái nôi ạ. Dạ em tên On. Bán gì? Dạ em làm thợ may. Này bỏ mày, mấy bà nào mà may đồ của bả là tết của đồ mặc đâu. Tặng em một món quà của nhà tài trợ Akino. Chúc em là may đắt hàng nha. Và lúc nào cũng nhiệt tình vui vẻ vậy nha. Dạ cảm ơn em. Trời đất ơi, cảm ơn ban quản lý chợ.
Quý vị ơi, mình cổ vũ nhiệt tình nha, cũng sẽ được tặng quà giống như vậy. Việt Cương xin mời quý vị khán giả đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại với game 2 của Tôi Yêu Chợ Việt. Chiết xuất từ những hạt đậu nành dinh dưỡng cao, lên men tự nhiên 100% trong thời gian dài. Nước đường Cholinet nâng tầm gia vị cuộc sống qua nhiều công thức nấu ăn hảo hạng. Từ nhà hàng đến gia đình. Nước đường Cholimet lên men tự nhiên, tinh túy đậu nành, tinh hoa ẩm thực. Cholimet Food, gia vị cuộc sống. Hương xưa như ý cho ta một chiên giòn thiệt ngon, em chiên món gì cũng nóng cũng ngon cũng giòn. Này em ơi hay mà mua liền bột chiên của Hương xưa, cả nhà thích lắm nha bà xã. Giòn giòn ngon ngon. Giòn Hương xưa sản xuất theo công nghệ và chất lượng Nhật Bản. Chào đón quý vị đến với game 2 của Tôi Yêu Chợ Việt. Cả nhà thân mến, ngày Tết mình sẽ có những trò chơi dân gian rất dễ thương. Có trò chơi là đá gà mùa xuân. Đá gà rất đơn giản, có hai chân, mình chỉ đứng được một chân thôi, không được đứng hai chân, rớt chân xuống là thua liền. Không cần biết, họ rớt chân xuống là thua liền ha. Trước khi đá mình xoay 4 vòng, xong rồi mình chán dán quá mình bước vô đây, miễn làm sao mà văng ra khỏi khung thành là mình thắng. Chị nãy chị nói sao? Hai gà này nó yếu quá. Tại sao vậy? Tại vì già nó bị bẻ không. Vừa mới nói chơi đá gà, bà nói chết tôi rồi, đội tôi có hai gà già quá. Hai anh, tại sao để bà nói vậy? Kỳ này mình phải chiến thắng nha, để chứ Quỳnh quê chứ, đúng không? Nhất định thắng, bước ra chơi liền cho bà nể, lấy danh dự cho đội mình. Bắt đầu xoay. Lên vô. Không có lấy tay, không có lấy tay nha. Không có lấy tay. Rồi ra ngoài. Nhất định thắng, bước ra chơi liền cho bà nể, lấy danh dự cho đội mình. 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 Đi lên nè. Đi ra coi. Đi về anh. Không có gì nhục nhã đâu đó. Về. Cái thằng mày đá con gà già văng ra kia luôn. Vô. Không có dùng tay. Dùng cái chân. Ê. Giơ tay lên. Quá trời xuất sắc. Đi một vòng coi. Vẫy tay đi một vòng coi. Trời luôn. Xoay. Xoay. Vô. Nhiệt lòng lên. Cổ vũ lên. Cổ vũ lên. Vô. Rồi vô. Suýt nữa là xanh thua rồi nha. Suýt là thua con gà này rồi đó. Xoay. Trời ơi. Khởi động nữa. Hai con gà khởi động nữa. Quá trời không. Phạm Lược 1-0 cho đội đó. Cái tướng mày vậy mà lấy tay mày đẩy. Trời đất ơi. Cái tướng á, tụi nó đá một cái ba người mà nó lấy tay nó đẩy người ta. Trời đất ơi là trời. Cái ông chú tao sáu mấy rồi nha mày. Xoay. Rồi vô. Hết mình coi. Hết mình coi. Bây giờ cái trò đá gà này là ngang sức ngang tài. Xoay. Quyết chiến nha.
vậy rồi đó. Mời Việt Coco Tinh Hoa Dừa Việt trao quà. Ơi. Mời Ngọc Châu, đại diện nhãn hàng, mời một khán giả nhiệt tình nhất. Vâng, thay mặt tổ trọng tài xin được chọn cô đang cầm còi thổi là khán giả của cô Vũ nhiệt tình nhất ạ. Dạ chị. Tôi là Nguyễn Thị Tâm. Nhiều tuổi? 66 tuổi. Dạ, làm nghề gì? Giữ cháu. Rồi cháu đâu? Bả cho ông nội nó. Trời đất ơi là trời. Chị Tâm, chức vụ coi cháu, gửi cho ông nội, ông ở nhà coi nó đi. Cho bà nội mượn cái kèn. Bà nội ra thổi chấn động bây giờ được quà luôn. Vỗ tay. Vui quá, cảm ơn chị, ra thổi tiếp nha chị. Mời các bạn chuẩn bị tới với game của khán giả trong chương trình Tôi Yêu Chợ Việt. Các bạn ơi, mình có trò chơi là 1, 2, 3, đẩy. Mình chia ra thành hai đội. Đội này là đội số 1 có 4 người, đội số 2 có 4 người. Mở nhạc lên, các chị đi vòng 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 cái vòng này. Khi mà vừa mới tắt nhạc thì một trong bốn người này bằng cách nào đẩy được một người bạn của đối phương ra vô cái vòng này. Rồi bắt đầu chơi luôn nha. Bắt đầu chơi luôn nha, đi luôn đi. Vừa đi vừa nhảy đi. Đi rộng ra luôn, đi rộng ra đây. Để lỡ bị đẩy. Đi rộng ra. Đi rộng ra, đi rộng ra. Rồi. Rồi. Rồi em thổi còi một cái là đẩy nha. Rồi số 2 bị thua hai người đi ra. Đi. Trời ơi, ghê chưa? Lấy cây ra chưa? Bốn bạn vô đây. Bốn món quà vỗ tay cả nhà ơi. Rồi giơ quà lên cười tươi. Chúc mừng các chị. Tôi rất tin tưởng khi sử dụng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu. Răng chắc, nước khỏe, tôi hoàn toàn yên tâm. Không chỉ làm sạch mà còn giảm nhiệt miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng. Rất hài lòng, răng trắng sáng an toàn một cách tự nhiên. Kế thừa tinh hoa y học cổ truyền cùng trí tuệ và tâm huyết của nhà khoa học, kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu là sự lựa chọn của chuyên gia nha khoa. Xua tan nỗi lo chảy máu chân răng và viêm lợi, hãy sử dụng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nhé. Chúng tôi tin dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu. Đến với game 3 của Tôi Yêu Chợ Việt. Trò chơi đẩy gậy. Trò chơi đẩy gậy cũng là một trò chơi nhân gian. Dễ lắm thì dễ, nhảy qua bên đây. Tới lên cái sàn nước đó, mọi người chống lên. Cầm đẩy làm sao đẩy người bên kia mà qua khỏi cái lằn này nè, cái cây này nè. Đẩy qua bên đây là người bên đây thua nha. Rồi vô, từ từ. Rồi đẩy. Xanh thắng. Rồi. Đó, nhảy vậy cũng chập nữa. Ai cầm gậy là lợi thế đó. Ai cầm được cái gậy này trước là lợi thế nè. Đó. Rồi. Rồi đứng sát vô rồi. Rồi đấy. Đó thua nữa. Ê. Hey.
lên đi. Màu đỏ ơi, ráng lên lấy danh dự. Mày nhường tao coi mày. Cái thằng quỷ à. Quá trời mày, cái người mày như cái sào vậy đó. Thôi ơi. Đấy. Ra ngoài rồi, leo lên. Nè. Cái thằng tao kêu nhường người ta. Thôi thì nó khỏe, nó bự, nó trẻ. Ngày xưa hai ông anh tôi cũng trẻ khỏe đẹp trai lắm chứ bộ. Trời đất ơi, 20-30 năm về trước coi chơi làm sao tụi bay chơi lại. Vui là tránh phải không cả nhà. Tôi thấy hai đội là cũng gia đình nhau thôi. Cho nên ở vòng này đội xanh chiến thắng. Xin mời Ngọc Châu, kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu trao quà cho đội xanh. Thay mặt ban trọng tài xin được chọn chị cầm hai cái nắp là khán giả của buổi truyền tình nhất. Quá trời, hai cái nắp của cái bà kia truyền lại cho bà phải không? Lắm, bán bánh mì chị. Bán bánh mì. Bữa nay người ta coi không ai ăn bánh mì á. Còn nhiều ổn. Còn nhiều ổn mà. Mấy chục ổn. Bà nói không ai ăn mì, vô coi còn mấy chục ổ ế ngoài. Dạ mời bầu cụ sẵn nước cơm xưa. Dạ cảm ơn anh Nam nha. Vui không chị? Dạ go ra gõ tiếp đi, lát còn 5 phần quà nữa đó. Ngân em 16 số điện thoại. Chị nha 668. Anh Thoan hoặc chị Thoan, Oan Thoan Thoan. Chị Loan. Rồi chị Loan. Dạ chị Loan. 1, 2, 3. Tôi yêu chợ Việt. Quý vị khán giả thân mến, chương trình Tôi yêu chợ Việt đã đi tất cả các chợ trên đất nước Việt Nam. Đi đến đâu cũng nhờ được chính quyền địa phương hỗ trợ cho chương trình chúng tôi thành công. Và đặc biệt ban quản lý chợ luôn luôn hỗ trợ và đồng hành với chúng tôi trong chương trình Tôi yêu chợ Việt. Hôm nay Việt Hương xin trân trọng mời chị Nguyễn Thị Bạch Nga, ban quản lý chợ thị trấn Chí Thành. Dạ mời chị. Xin cảm ơn chị và chợ đã hỗ trợ cho chúng tôi hoàn thành được cái một cái trò chơi dân gian và cũng như là chương trình Tôi yêu chợ Việt đã tới với chợ Chí Thành. Xin tặng chị những món quà để chia cho anh em. Có mấy anh em bảo vệ thấy đi ở ngoài kia luôn. Lát nữa chị Nga chia cho anh em mỗi người một món quà ăn Tết nha chị. Rồi cảm ơn chị Bạch Nga, cảm ơn ban quản lý chợ. Rồi cả nhà thân mến ơi, nãy giờ mình đã coi hai đội. Tất nhiên là Hương cũng có những lúc chơi mình cũng có giỡn, có ghẹo, có chọc ha. Nhưng cái đó là chơi mà đúng không, mình phải chơi hết mình. Còn bên đội đỏ, nói vậy thôi nhưng mà các anh đã quá giỏi rồi. Và đội đỏ chơi xuất sắc luôn. Mình về nhì, cũng quà quá trời luôn. Còn bên đây, quán quân về nhất của game này. Xin trao tặng cho Á quân bảng 5 triệu đồng. Trân trọng mời nhà tài trợ Ngọc Châu. Cảm ơn nhà tài trợ Ngọc Châu. Trân trọng mời nhà tài trợ Akito. Mời chị Bạch Nga, ban quản lý chợ trao giùm. Cảm ơn ban quản lý chợ. Xin trân trọng mời Charlie Medford. Cảm ơn Charlie Medford. Và bây giờ tới thời khắc của quán quân. Xin mời các bạn 10 triệu bao gồm quà. Dạ mời Việt Coco Tinh Hoa Dừa Việt trao quà. Vỗ tay. Rồi xin trân trọng mời bột trộn sẵn Mít Cô Hương Xưa. Mời mì giòn giòn, mì sợi giòn giòn Thượng Hạng. Cảm ơn mì sợi Thượng Hạng giòn giòn. Chương trình Tôi yêu chợ Việt do công ty truyền thông Mít Vision phối hợp báo Thanh Niên thực hiện.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các nhãn hàng đã tài trợ. Nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu thuộc công ty dược phẩm Hoa Linh, nhãn hàng Jolimet Food thuộc công ty cổ phần thực phẩm Jolimet, nhãn hàng bột trộn sẵn Mít Cô Hương Xưa, nhãn hàng mì sợi từ hãng John John thuộc công ty liên danh bột quốc tế, nhãn hàng Việt Coco tinh hoa dừa Việt thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Quế, và hai nhà tài trợ phụ bánh ngon chuẩn Âu Sugar Town, máy điều hòa không khí Akino. Xin chào và hẹn lại tuần sau. Tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.